lãnh đạo Chechnya tuyên bố lực lượng tinh nhuệ dẫn đầu nhánh tiến công vào thành phố Mariupol. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov ngày 14 tháng 3 tuyên bố các lực lượng tinh nhuệ được giao trọng trách dẫn đầu cuộc tiến công vào thành phố cảng chiến lược Mariupol ở phía đông nam Ukraine. Trong thông điệp mới nhất, ông Kadyrov nói các chiến binh Chechnya đã tiến sâu 1,5 km vào bên trong thành phố. Giao tranh tạm thời dừng lại vào ngày 14 tháng 3 do đêm xuống, một ngày trước, ông Kadyrov xác nhận về việc mình đã đích thân tới Ukraine, trực tiếp đưa ra chỉ đạo cho lực lượng Chechnya từ căn cứ không quân Khostomen gần Kiev. Ông Kadyrov nói đã giao nhiệm vụ cho cộng sự thân cận Adam Delimkhanov, người trực tiếp chỉ huy trận đánh ở Mariupol. Ông Kadyrov là lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya, người đặc biệt trung thành với Tổng thống Nga Putin. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Kadyrov đã nhiều lần gửi thông điệp tới Putin, bày tỏ mong muốn các lực lượng tinh nhuệ Chechnya có cơ hội được ra tiền tuyến. Ông Kadyrov cũng cho rằng ông Putin nên giao trọng trách tấn công các thành phố lớn của Ukraine cho lực lượng Chechnya để có thể giải quyết nhanh gọn, sớm kết thúc xung đột. Mariupol là thành phố ven bờ biển Azov, có ý nghĩa chiến lược. Hôm 14 tháng 3, nhà chức trách Crimea thông báo đã khai thông tuyến đường bộ kết nối bán đảo với vùng Donbass do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Nếu quân đội Nga kiểm soát Mariupol, toàn bộ tuyến đường bộ từ bán đảo Crimea qua lãnh thổ Ukraine tới phía nam nước Nga sẽ được khai thông hoàn toàn. Trước khi đó, quân đội Ukraine nói đã đẩy lùi đợt tiến công của quân Nga ở Mariupol vào ngày 14 tháng 3, khiến đối phương hứng chịu thiệt hại và phải rút lui. Quân đội Nga và phe Lykhai đã bao vây Mariupol trong gần 2 tuần qua sau nhiều nỗ lực mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Nga tuyên bố đã nắm hết vị trí lính đánh thuê tại Ukraine sẽ tấn công không thương tiếc. Đài RT của Nga đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 3 cảnh báo các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân của họ sang Ukraine đánh thuê sẽ phải chịu trách nhiệm về thương tổn của những người này. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc không kích không thương tiếc nhằm vào lực lượng lính đánh thuê, như vụ tấn công đã phá hủy căn cứ Javorov. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội Nga đã nắm được các vị trí lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine. Tôi xin cảnh báo các anh một lần nữa, Nga sẽ tấn công không thương tiếc các lính đánh thuê, bất kể họ ở vị trí nào trên lãnh thổ Ukraine. Thiếu tướng Konashenkov cho biết một số chính phủ phương Tây đã khuyến khích công dân của họ chiến đấu chống lại quân đội Nga với tư cách lính đánh thuê, đồng thời nói thêm rằng Tất cả trách nhiệm về sự ngã xuống của nhóm công dân nước ngoài này ở Ukraine hoàn toàn do lãnh đạo các nước đó cáng đáng. Ông Konashenkov cho biết Nga sẽ tiếp tục các cuộc tấn công chính xác có mục tiêu rõ ràng giống như cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hôm 13 tháng 3 nhắm đến các căn cứ quân sự ở Javorov và Sarichi, Tây Ukraine. Moscow cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình hôm 13 tháng 3 đã phá hủy các cơ sở của cái được gọi là lây dương quốc tế Ukraine, khiến 180 chiến binh nước ngoài đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong khi đó, phía Kiev cho biết chỉ có 35 người bị loại khỏi phòng chiến đấu và 130 người bị thương trong các cuộc tấn công vào cơ sở có tên Trung tâm Quốc tế và Dinh giữ Hòa bình và An ninh, căn cứ từng được NATO sử dụng trong nhiều năm để huấn luyện binh sĩ Ukraine. Theo RT, trong khi các nhà chức trách Ukraine khẳng định không có chiến binh nước ngoài nào qua đời trong cuộc tấn công, một số tờ báo của Anh như Independent, Standard đã đưa tin rằng ba cựu đặc nhiệm Anh có thể đã ngã xuống tại Javarov, trong khi phía Washington khẳng định không có binh sĩ Mỹ hay công dân Mỹ tại Javarov. Nga tính sai cuộc chiến ở Ukraine khiến ông Putin sốc. Đại sứ Phần Lan tại Anh nói rằng Nga và Tổng thống Putin đã tính toán sai về chiến sự tại Ukraine và bị sốc trước sự đoàn kết của phương Tây. Nga và Ukraine đang nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cuộc thảo luận này rất khó khăn, theo cố vấn và nhà đàm phán của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ngày 14 tháng 3, ông Podolyak đã tuyết rằng các bên tích cực bày tỏ lập trường của mình, thông tin liên lạc đang được tổ chức nhưng thật sự khó khăn. Lý do của sự bất hòa là các hệ thống chính trị quá khác nhau. Vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục không kích các thành phố lớn ở Ukraine. Trong những tuần gần đây, một đoàn xe của Nga được cho là đã bị mắc kẹt bên ngoài Kiev và cũng có báo cáo về việc binh lính Nga không ủng hộ cuộc chiến này. Nga chỉ chiếm 3 thành phố ở phía nam Ukraine là Kherson, Melitopol và Bryansk. Nói với tờ Express, đại sứ Phần Lan tại Anh, Jukka Suikosari, cho biết Nga đã tính toán sai cuộc chiến tại Ukraine. Ông nói chúng tôi cho rằng Nga đã tính toán sai tình hình, sự thống nhất của phương Tây khiến họ bất ngờ. Người dân Phần Lan cảm thấy rất sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Ukraine bởi vì chúng tôi có những so sánh lịch sử trong quá khứ của chính mình. Người dân chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ Ukraine ở những nơi chúng tôi có thể. Tôi muốn nói rằng doanh nghiệp cũng như xã hội dân sự ở Phần Lan đứng sau các lệnh trừng phạt theo cách mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Ông Zuka Suikosari nói thêm, sự đoàn kết của phương Tây đã khiến Nga ngạc nhiên các lệnh trừng phạt là chưa từng có và họ sẽ cắn răng chịu đựng. Không chỉ các lệnh trừng phạt đang gây tổn hại cho nga trên cơ sở quốc gia mà còn trên cơ sở cá nhân. Vì vậy chúng tôi hy vọng điều đó sẽ đủ để họ quay đầu. Phần Lan có lịch sử gắn bó với nga. Người Phần Lan đã tham gia hàng chục cuộc chiến chống lại các nước láng giềng phía đông trong nhiều thế kỷ với tư cách là một phần của vương quốc thị điển, là một quốc gia độc lập trong các cuộc chiến thế giới, bao gồm cả hai cuộc chiến với liên xô từ năm 1939, 1940 và 1941, 1944. Tuy nhiên trong thời kỳ hậu chiến, Phần Lan theo đuổi các mối quan hệ chính trị và kinh tế thực dụng với Moscow, vẫn không liên kết quân sự và là vùng đệm trung lập giữa Đông và Tây. Phần Lan có lịch sử trung lập khi liên minh quân sự, nhưng nước này đã hội nhập với phương Tây, gia nhập EU vào năm 1995. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở Phần Lan về việc liệu nước này có nên gia nhập NATO hay không. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova, mới đây cảnh báo rằng Phần Lan và Thụy Điển có thể phải đối mặt với hậu quả quân sự nếu cố gia nhập NATO. Bà Zakharova nói, rõ ràng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, vốn chủ yếu là một liên minh quân sự như các bạn hiểu rõ, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị. Điều này sẽ đòi hỏi đất nước chúng tôi phải thực hiện các bước ứng phó. Đề cập đến mối đe dọa này, đại sứ Siwo Kosari cho biết, Chúng tôi đưa ra các quyết định về an ninh và chính sách của riêng mình. Chúng không thể bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba. Những lời chỉ trích của Nga về việc mở rộng NATO không phải là một điều mới. Những nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân từ cuộc chiến Nga-Ukraine Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng sẽ không ai chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và chỉ có những người thất bại và nguy cơ kéo theo xung đột hạt nhân. Sự leo thang chiến sự ở Ukraina sẽ đe dọa tới toàn nhân loại, cuộc xung đột có thể kết thúc bằng xung đột hạt nhân. Viễn cảnh xung đột hạt nhân từng là điều không tưởng, nhưng giờ đây đã trở thành nguy cơ có thể xảy ra. RT dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14 tháng 3 cảnh báo. Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi: "Đã đến lúc đi trên con đường ngoại giao và hòa bình, những người kêu gọi hòa bình phải được lắng nghe, thảm kịch này phải được dừng lại." Cảnh báo được đưa ra giữa lúc xung đột nga Ukraine tiếp tục leo thang sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Giới chức Ukraine cho biết hơn 1.300 binh sĩ và hàng nghìn người dân ở nước này đã ngã xuống kể từ khi xung đột nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã phá hủy khoảng 4.000 mục tiêu quân sự ở Ukraine sau hơn 2 tuần. Tổng thống Nga Putin đầu tháng này đặt lực lượng hạt nhân chiến lược trong tình trạng báo động cao nhằm đáp trả những tuyên bố thù địch của các quan chức hàng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lực lượng gian đe của nga gồm nhiều loại vũ khí chiến lược khác nhau cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường có thể sử dụng cho mục đích phòng thủ và tấn công lực lượng này được thiết kế để ngăn chặn các hành động xâm lược nhằm vào nga và các đồng minh của nga cũng như để đánh bại những kẻ xâm lược kể cả trong một cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân trong một nỗ lực nhằm tháo ngoài căng thẳng phái đoàn nga và ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp và sẽ tiếp tục đàm phán theo hình thức trực tuyến hàng ngày trong thời gian tới Tuy vậy đến nay, hai bên vẫn chưa thể đưa ra một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, trong cuộc chiến này sẽ không có người chiến thắng, chỉ có người thua cuộc. Ông nhấn mạnh, người nghèo trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất do giá cả lương thực và hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine chiếm khoảng một nửa nguồn cung dầu hướng dương và một phần ba lúa mì cho thế giới. Cuộc chiến này đã vượt qua ngoài biên giới Ukraine, ông Guterres nói và nhấn mạnh đến việc xung đột Nga-Ukraine đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển. Ông cho biết thêm, Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ 40 triệu đô la Mỹ để cung cấp lương thực và tài chính cho người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Đánh giá tác động của cuộc xung đột đến Ukraine, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 14 tháng 3 nhận định, kinh tế nước này có thể bị suy thoái nghiêm trọng nếu chiến sự kéo dài. IMF cho biết những thiệt hại về người, về cơ sở tầng quan trọng bị phá hủy sẽ khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm ít nhất 10%.